ơi, nóng rồi, vô. Ngon quá. Nè nè nè, để nóng rồi. Có ai coi thế đâu. Để xe cho người coi. Bắt đầu nó có khán giả đầu tiên rồi. Lấy miếng hành vô đây con, miếng hành vô đây. Mình mừng lại từ đầu đi anh. À, đang cay quá. Bị ăn ớt nè. Ở đây người ta gọi là ớt chim ỉa, người ta bị con chim sau khi nó ăn cái ớt chín rụng á, thì xong nó cái hạt nó sẽ thải ra ngoài, và nó cũng giống tương tự như vậy cho nên gọi là con chim. Hello, thiệt mà. Còn cái này là thịt ba chỉ tôi mới kho xong. Đây, thịt ba chỉ kho tổ. Thịt ba chỉ kho tổ. Heo miền Trung nha. Thịt ba heo ở đây nha. Hôm nay là có Nhân Phúc Vinh nè. Đây là ai không biết nè. Mẹ mẹ Mai Mâm. Mai Mâm. Đây có thịt luộc. Cần cánh này là cái cánh này là thịt quê luộc. Ai lai lai mình cứ ăn đi ha. Đúng rồi, ai lai cứ lai đi, mình ăn là ăn thôi. Thịt luộc, này là rau sống chú chát, khế, xoài. Này là có. Ngon quá. À, dưa giá, này quán tự làm. Này là mắm cà. Mắm cà thơm. Từ đầu giới thiệu tôi nói. Mắm cà thơm với lại dưa leo. Còn đây là trứng chiên thịt bằm. Còn đây là cá nục. Thu đừng quay, đúng là dở thiệt luôn á. Quay mà đọc khán giả không hiểu, nó ủa sao trứng mà kêu bằng cá. Đúng rồi, đâu đây đâu. Trứng là gì trứng. Ngon quá nè. Ngon quá. Phương em món gì vậy Phương? Mắm hả? Mắm cà ngon. Mắm cà đủ dưa leo. Ngon quá. Có biểu cảm nghĩ Phương? Ngon quá. Giờ nó hết đó. Ngon hết trơn á. Ai nấu thì Phương. Giờ nó. Em không tin, em muốn coi bằng chứng đâu. Người đổ một hôm thế rồi. Ngon quá. Tiệm của anh thì luôn á. Con cho hai chén mắm đi con. Ủa tụi anh hả? Hai chén mắm để chấm rau tụi anh. Hai đầu. Trứng chiên thịt bằm. Rất ngon. Đây là cơm trắng. Không có linh. Còn. Đó bây giờ ai mà like cứ like đi mình ăn thôi. Cái này rau tập tàng ngon luôn. Quá. Lấy chén mắm nèm chấm rau tập tàng con ơi. Đây rồi, đây à. Phương ơi, năng ngon quá rồi. Bay quá hả? Ngon, đúng không? Trời ơi, ngon chưa chị? Ngon, ngon. Cho mọi người biết. Cái này không đi làm về. Chợ buôn làm cả. Mình mới ăn. Mời mọi người gọi để ăn. Đặc biệt Nha Vui là khách hàng quen thuộc mình, cũng không bao giờ trả tiền. Hôm nay có thêm người nữa là Nha Húc Vinh. Em ăn nhiều luôn. Phương biết Phương ít thôi. Em bớt đi Phương nha. Anh ăn quá thì Vinh. Biết nhau bao nhiêu năm nay rồi, bao giờ em ăn được có chào ăn được chưa? Vâng, tôi nấu được em, ngon quá, để khỏi phải trả tiền. Nguyện lắm. Nghe nè. Nghe hôm nay anh mời em với Phương. Cái là Phương rất là tuyệt thà, ngon kêu ngon thôi. Nghe là thịt heo miền Trung. Nóng.